những người vây quanh mình và người ta có cái tiếng nói đến mình á, có người sẽ nói xấu về mình, có người sẽ nói tốt về mình, có những cái luồng ý kiến xoay quanh chúng ta như vậy, thì giữa những cái luồng ý kiến trái chiều á, thì làm sao để mình có thể phân biệt được những cái góp ý mang tính xây dựng để mình hoàn thiện bản thân mình? Trong con người của chúng ta ở bất kỳ độ tuổi nào, chúng ta cũng sẽ phạm những sai lầm, không bao giờ hoàn hảo. Chúng ta phải là tiên đâu mà hoàn hảo, có ưu và khuyết điểm. Những người thích mình á, họ sẽ lúc nào cũng tung hô mình, nhưng tung hô đó cũng sẽ có hai hướng tích cực và tiêu cực. Khi mạng xã hội đang phát triển thì họ nhận định tất cả mọi thứ theo cái quan điểm của họ thôi. Khi bạn nghe, bạn sẽ cảm thấy là ồ sướng quá, nhưng mà khi bạn mà ngủ quên trong những cái đó, bạn nghĩ là ồ mình là đẹp, mình là perfect, mình là everything good, bạn không nhìn nhận ra những khuyết điểm của bạn là bạn sai. Còn những người mà họ không thích bạn, họ đưa ra những cái lời nhận định, bình luận, chê trách hoặc xỉa xói bạn, thì bạn cũng phải cân nhắc. Ok, mình đọc, mình buồn, ai cũng vậy thôi, mình là con người mà, người ta phải robot đâu. Cho nên là mình có trái tim, mình sẽ có cảm xúc, mình tú, đùi bừng. Ví dụ vậy, ta phải ta nói gì mình muốn tin, cái đó là mình mất đi cái cá tính của mình rồi. Mình sẽ ngồi, mình suy nghĩ, mình nhìn lại xem là mình có bị đùi bừng hay không, và mình cũng phải khắc phục. Chứ không phải ta nói gì với mình, ví dụ như em đang cắt, em để tóc dài, có một đám bạn, đứa thì thích tóc dài, đứa thì thích ngắn, cái hai đứa kia nó kêu cắt tóc ngắn đẹp, cái hai đứa này kêu cắt tóc dài đẹp, rồi cái em cắt tóc ngắn xong nó kêu thôi tóc dài đẹp hơn. Cái quan trọng là em có thích không, bản thân em có thích để tóc dài hay tóc ngắn. Em phải là em phải tự tin và em thích cái bản thân của mình, chứ không phải là thấy ở ngôi sao K-pop này cắt tóc này là mình chạy theo mình cắt. Mình phải xem là mình có thích cái đó không, mình có phù hợp không đã. Đa số thì mọi người khuyến khích là người trẻ phải bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm, để học hỏi hay là để gặt hái thêm nhiều thành công. Vậy thì chị nghĩ sao về vấn đề này ạ? Mình còn trẻ, mình nên bước ra khỏi vùng an toàn, chắc chắn mình sẽ thất bại. 100 người chắc chỉ có 1 hoặc 2 người thành công thôi. Nhưng mà những cái người thành công đó, họ có thể là họ may mắn, hoặc là họ trước đó họ đã thất bại rồi. Tại vì thất bại á là mẹ của thành công. Tại sao bà có cái câu vậy? Thì mình phải thất bại thì mình mới hiểu ra được rằng là mình đang thiếu cái vấn đề gì, mình sai ở điểm nào, cái đường đi nước bước của mình nó sai nó như thế nào. Một bạn tốt nghiệp đại học, bạn có thể đi làm lương ở văn phòng 8 triệu một tháng, chỉ ví dụ nha, thì bạn cũng làm năm này qua năm khác. Nhưng tại sao bạn đó lại thay đổi công việc rất là thường xuyên? Những người ngoài sẽ nhìn, trời sao mày làm ở cái công ty đó hả, chắc có 4 triệu à, sao mày làm? Sao bạn biết là người ta làm bởi vì tiền? Người ta đang làm để người ta lấy kinh nghiệm, người ta đang làm để người ta nhìn xem cái cách mà những cái người vận hành công ty như thế nào, họ tích góp lại. Đó là những cái bài học đáng giá. Trường học sẽ cho chúng ta học, rồi sau đó sẽ cho bài kiểm tra. Nhưng trường đời cho chúng ta bài kiểm tra và chúng ta sẽ học trên cái bài kiểm tra đó. Trong trường chỉ dạy chúng ta những cái kiến thức cơ bản, và chúng ta phải vận dụng, và chúng ta phải thông minh sử dụng cái tư duy của mình, và chúng ta phải va chạm, chúng ta phải vấp ngã, và từ những cái đó thì chúng ta mới có thể đứng lên. Và thành công hay không á là cái chỗ mà chúng ta té, chúng ta có dám đứng lên không, hay chúng ta thôi té rồi mệt quá bỏ cuộc. An phận là một cái từ không có trong từ điển của chị từ năm chị nhận thức cho đến hiện tại. Em là Quốc Hải đến từ khoa du lịch khách sạn. Sau khi nghe chị chia sẻ những cái câu chuyện của mình á, thì em thấy có hai cái keyword. Thứ nhất là sự dấn thân và sự thất bại. Dấn thân bây giờ nó là một cái trào lưu mà các bạn trẻ bây giờ thực hiện rất là nhiều. Thực hiện trong cái việc mà mình thấy cái thực trạng là vô định luôn. Tức là các bạn cứ đâm đầu dấn thân để được thành công. Nhưng mà em nghĩ cái quan trọng là dấn thân thì được, nhưng mà cái cách vượt qua cái sự thất bại mới là cái thứ quan trọng. Và thường á là chị Tú là cái người của công chúng, thì cái việc thất bại của chị Tú luôn luôn nó đặc biệt và nó fail thấp hơn người bình thường. Vậy thì khi mà Tú đối diện những cái vấn đề đó thì chị Tú sẽ giải quyết như thế nào để vượt qua? Có khi nào mà chị Tú tìm đến những cái tinh thần, ví dụ gia đình? Tất cả trong chúng ta đang dấn thân, nhưng chúng ta có suy nghĩ và đã lựa chọn nó đúng đắn hay không? Hay là tự nhiên cái mình thấy ồ nhỏ bạn
dấn thân cho mình dấn thân. Sai. Mình phải chọn ra cái vùng nào nó an toàn, nó ít rủi ro, giống như chúng ta đầu tư gì đó. Chúng ta làm gì, tất nhiên nó sẽ rủi ro, nhưng chúng ta phải lựa chọn nó có phù hợp hay không để chúng ta dấn thân. Ví dụ như bây giờ mình Tú ơi, dấn thân vô ca sĩ sao mà được. Em phải nhìn được ưu và khuyết điểm của mình, tài năng của mình, năng khiếu của mình. Mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái tinh hoa khác nhau, không ai giống ai hết. Không phải bạn làm được mà tôi làm được. Bạn làm được ở cái lĩnh vực đó, tôi có thể làm được nhưng ở một cái lĩnh vực khác. Chị không nói quan điểm chị đúng nha, chỉ này thì chị chia sẻ thôi. Nếu như các em cảm thấy được rằng là nó đồng quan điểm với các em có thể tích góp, còn không thì thôi, chị không có bắt là những cái gì chị nói là đúng. Chị có một ước mơ mà hiện tại chị chưa có thực hiện được. Đó là khi chị còn trẻ, chị muốn sinh sống ở nước ngoài 3 đến 5 năm. Nhưng mà có ở thời điểm hiện tại, bởi vì công việc, bởi vì gia đình, cho nên chị không có đi nước ngoài được. Tại vì khi mình sống ở nước ngoài, phải nói ở Việt Nam mình sống rất là dễ. Ở Việt Nam á, mình đói bụng, mình bút cái này, ăn tới liền. Mình ra đường là mình có xe máy, mình đi, mình có xe ôm, mình có taxi, ai giàu xíu mình đi taxi. Rồi mọi thứ xung quanh mình á, nó rất là dễ. Đâm ra nó sẽ làm cho mình bị lùi. Nó là xã hội bây giờ sẽ cạnh tranh rất là nhiều đúng. Nhưng xã hội ở thị trường quốc tế cạnh tranh còn nhiều hơn, khốc liệt hơn. Nhưng cái sự cạnh tranh đó nó sẽ giúp tư duy và những cái khả năng bên trong của em phát triển. Ví dụ vậy nào, mình ở Việt Nam mình sẽ không nói tiếng Anh giỏi bằng những người mà người ta đã đi nước ngoài rồi. Tại vì người ta ở bên nước ngoài rồi, người ta không nói được tiếng Việt, người ta phải sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Chị nghĩ là ngày xưa chị ngu, chị bên đó chị không nói được. Nhưng để người ta hiểu thì chị phải tận dụng hết tất cả khả năng bên trong con người chị, thời gian cần cù thêm để tìm ra cái từ đó để nói chuyện với người ta. Từ đó cái tiếng Anh của chị sẽ khá hơn. Chị không dám nói giỏi nhưng mà nó khá hơn ngày xưa rất là nhiều. Một cái câu chuyện nhỏ, một cái mẫu chuyện nhỏ này để chị nói cho tụi em nghe là khi mình còn trẻ, mình đừng nên an vọng, mình đừng nên gói buộc mình vào cái vùng an toàn. Chừng nào mình sau 35 đi rồi hãy suy nghĩ đến việc an toàn, an phận. Tại vì cuộc đời này có một lần thôi ạ. Và cái số phận của mình á, không ai quyết định cho mình. Mình sẽ không thể nào nói tại vì gia đình tôi xuất thân không có giàu, gia đình bạn mà tôi không có hơn bằng bạn, không có được vậy. Mình là người quyết định và chọn lựa cái con đường, cái số phận của mình. Mình sẽ không nói là vì giàu, nghèo, vì có học hay không có học gì hết. Tất cả mọi thứ, mình hơn 18 tuổi rồi, mình là người quyết định cái sự lựa chọn của mình và trách nhiệm với cuộc đời của mình. Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của chị. Các mốt mà hốt là gì? Phải có nhạc. Mà đi kiểu gì? Em muốn chị đi kiểu gì? Có nhiều kiểu lắm. Sexy đó chị. Sexy mà sexy kiểu sexy mà mình có tập nhiều nha. Bây giờ sexy ở chị nhỏ hay sexy ở chị lớn xíu, hay mình lên siêu thị, hay mình lên mua, hay là mình ra là vũ luôn, hay là chợ phiên.
Minh Tú bình thường, một người lớn tuổi hơn vài tuổi, một người đã từng có trải nghiệm, từng có thất bại, từng có vấp ngã và mình đã đứng lên và vượt qua những cái khó khăn đó. Và tất nhiên trong tương lai mình sẽ vẫn tiếp tục học hỏi, mình vẫn tiếp tục thay đổi bản thân để trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Và trong tất cả của chúng ta sẽ không có ai hoàn hảo, không có ai sinh ra là có tất cả hết mọi thứ. Chúng ta phải, có thể chúng ta sẽ may mắn hơn mọi người, chúng ta sẽ có cái điểm xuất phát của chúng ta sẽ cao hơn mọi người. Nhưng các bạn ơi, mình sẽ phải cố gắng, phải thay đổi và phải luôn luôn tìm tòi những cái khuyết điểm của mình để mình cố gắng hơn, để mình trở thành một cái phiên bản tốt hơn của mình. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng Minh Tú. Đầu tiên là mình sẽ nghe cảm nhận của tất cả các bạn sinh viên đã có mặt trong cái buổi thuyết trình hôm nay. Nhiều may mắn trong con đường tương lai. Nhớ nha, trường đời cho mình rất là